Đỗ Hiền kính chào quý vị. Lúc này đang là vào lúc hơn 7 giờ sáng ngày mùng 3 tháng 6 năm 2017 và mới sáng sớm thì trời đã đổ nắng rất là rực rỡ xuống. Tuy nhiên để cho không khí dịu mát một tí thì tôi đứng đây đang đứng từ xưởng và nhìn ra hồ và muốn mời quý vị nhìn ngắm cái guồng nước để trông cho nó dễ chịu mát mẻ. Nắng mưa là việc của trời, chúng ta phải chấp nhận tất cả những ngày nắng và ngày mưa. Tuy nhiên trong ngày nắng mà nhìn thấy cái nguồn nước nó chảy ở trong đó thì những người thợ tôi lại đang mang một chiếc lục bình số 2 để ra đưa lên ô tô rồi. Cứ người ta đưa xuống lên, chúng ta lại trở lại với cái nguồn nước ở những hồ nước. Quý vị có thể ngồi dưới gốc dừa và nhìn ra cái nguồn nước. Còn nghe góc trái góc hồ kia thì tôi đã nhìn thấy một cái biển đề là bia hơi. Bia hơi đâu? Bia hơi đây. Tạm biệt quý vị, tôi đã trở vào trong để vào với công việc của mình.